Hương Độn, mảnh đất trung du miền núi nằm ở phía đông bắc của huyện Tam Nông. Hương Độn có diện tích trên 900 ha, dân số trên 7.500 nhân khẩu, phân bổ thành 13 khu dân cư. Với truyền thống kiên cường, dũng cảm trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, 75 năm tiến bước dưới cờ Đảng, kế thừa truyền thống hào hùng của cha anh, công sức của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, Đảng bộ xã Hương Nộn đã lập nên nhiều kỳ tích tự hào trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và vững bước trên con đường đổi mới. Sau cách mạng tháng 8 thành công, xã Mê Linh, tiền thân của xã Hương Nộn ngày nay được thành lập. Đến năm 1954, xã Mê Linh được sát nhập thêm hai thôn Hữu Hà, Kinh Châu và một số hộ Sơn Lưu từ xã Xí Nhu của huyện Lâm Thao. Đến tháng 8 năm 1964, xã Mê Linh chính thức được đổi tên thành xã Hương Nộn và lưu giữ tên này cho đến ngày nay. Vào tháng 2 năm 1948, chi bộ đảng của xã Mê Linh chính thức được thành lập tại thôn Bảo Vệ Thượng, lấy tên là chi bộ Minh Khai với 17 đảng viên, trong đó 2 đảng viên chính thức và 15 đảng viên dự bị. Kể từ khi thành lập, chi bộ đảng tiền thân của Đảng bộ xã Hương Nộn ngày nay đã trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng, dẫn dắt nhân dân Hương Nộn thực hiện đường lối kháng chiến của Đảng, thổi bùng ngọn lửa cách mạng và truyền thống yêu nước, sát cánh cùng nhân dân cả nước trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu để bảo vệ quê hương đất nước. Qua các cuộc chiến tranh vệ quốc, Hương Nộn có 89 liệt sĩ, 153 thương bệnh binh, 21 người là nạn nhân trực tiếp bị nhiễm chất độc hóa học dioxin và rất nhiều quân nhân khác của quê hương đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Hương Độn đã được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng 2 huân chương kháng chiến hạng 3, được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ kháng chiến chống Pháp. 4 bà mẹ chiến sĩ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng. Gần 840 người được tặng thưởng huân chương kháng chiến và rất nhiều các danh hiệu cao quý khác. Từ chi bộ Minh Khai, tiền thân chỉ có 17 đảng viên, đến nay Đảng bộ xã Hương Nộn đã trải qua 24 kỳ đại hội với số lượng đảng viên hùng hậu 556 đồng chí, sinh hoạt tại 17 chi bộ. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 90%, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 94% trở lên. Đến hết năm 2022, toàn đảng bộ có 256 đồng chí được nhận huy hiệu đảng, trong đó huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên là 62 đồng chí. Đặc biệt, có 2 đồng chí được vinh dự nhận huy hiệu 75 năm tuổi đảng. Đảng bộ chính quyền Hương Nộn 5 năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Năm 2022, Đảng bộ Nhân dân xã Hương Nộn đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ tặng cờ thi đua. 75 năm đã đi qua, phần lớn lớp cán bộ đảng viên đầu tiên của Đảng bộ Hương Nộn giờ đã không còn. Nhưng với những người còn ở lại thì ký ức về một thời khó khăn nhưng đầy nhiệt huyết cách mạng vẫn không hề phai nhạt. Khi tôi vào đảng thì dân ở đây ấy là rất nghèo túng, khổ sở, không được như bây giờ đâu. Thế nhưng mà lúc chúng tôi đã được vào đảng rồi thì chúng tôi chỉ có cái mong ước làm sao mà đời sống của gia đình và toàn thể nhân dân được sung túc hơn và đời sống mỗi ngày một no ấm hơn. Cho đến nay thì đời sống của dân ấy đã được cái, như cái mong ước của chúng tôi là đường cái thì khang trang, nhà cửa thì cao ráo, sạch sẽ, sạch đẹp, đời sống thì được no ấm đầy đủ. Đưa Hương Nộn ngày càng phát triển đi lên luôn là cái đích hướng tới của Đảng bộ xã qua các thời kỳ. Đến nay, Đảng bộ xã đã trải qua 24 kỳ đại hội. Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của địa phương, mỗi kỳ đại hội đều xác định những mục tiêu giải pháp phù hợp, tạo sự chuyển biến toàn diện, sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực. Rất nhiều những giấc mơ của người dân Hương Nộn hiện đã trở thành hiện thực. Đầu tư kết cấu hạ tầng được nhiều kỳ đại hội xác định là khâu đột phá và triển khai nhiều giải pháp để huy động nguồn lực đầu tư một cách hiệu quả. Nhiều tuyến đường giao thông, quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ được nâng cấp như đường Hồ Chí Minh, đường quốc lộ 32, đường nối hai khu công nghiệp cùng nhiều tuyến đường liên khu, liên xã đã trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa phát triển kinh tế xã hội cho vùng đất phía đông bắc của huyện Tam Nông.
để đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và đặc biệt là đại hội đảng bộ xã Hưng Nội lần thứ 24 nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống. Ủy ban xã đã xây dựng các cái chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa các cái khâu đột phá của đảng bộ huyện, đảng bộ xã đề ra. Trong đó đặc biệt quan tâm đến việc huy động các nguồn lực và sử dụng có hiệu quả để đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn một cách đồng bộ, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút các dự án và đồng thời là nhân rộng các mô hình kinh tế điển hình trên địa bàn để tạo đà cho tăng trưởng kinh tế cao và bền vững. Và bên cạnh đó thì quan tâm đến an sinh xã hội, thúc đẩy các phong trào văn hóa xã hội phát triển để nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân. Trong phát triển nông nghiệp, Hưng Nộn cũng có những định hướng chính sách đúng đắn, từng bước tháo gỡ những nút thắt, rào cản, tạo ra sự thay đổi trên đồng ruộng. Năm 2014, Hưng Nộn là địa phương đi đầu trong công tác dồn đổi ruộng đất nông nghiệp. Từ đó đã hình thành những cánh đồng mẫu lớn, nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập cao. Hiện nay, Hưng Nộn có 37 mô hình kinh tế trang trại, gia trại, thu nhập bình quân trên 1 hecta đất canh tác và nuôi trồng thủy sản mỗi năm đạt gần 170 triệu đồng. Đã hình thành những vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp. Hưng Nộn hiện có 3 sản phẩm đạt ô cốp 3 sao. Sản lượng của chúng tôi thì vẫn là đạt trên dưới 100 tấn, vẫn bình thường như mọi năm. Cả năm thì lợi nhuận vẫn thu được đôi 300 triệu. Đặc biệt là do cái sản phẩm chúng tôi năm vừa rồi là được chấm điểm hai cái sản phẩm ổi và sản phẩm dưa lê, được công nhận là cái sản phẩm ô cốp của cấp tỉnh 3 sao. Cái công nhận, chứng nhận kịp thời của tỉnh. Mà sản phẩm chúng tôi thì dù khó khăn nhưng mà người tiêu dùng vẫn chấp nhận rất là tốt. Tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nhân dân cũng là mục tiêu mà Hưng Nộn hướng tới khi triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sau hơn 10 năm thực hiện, cả 13 trên 13 khu dân cư trên địa bàn đều đã về đích nông thôn mới. Xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2016. Có 4 khu đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đã tạo tiền đề để Hưng Nộn hoàn thành mục tiêu xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2022. Miền quê đáng sống đã và đang hiện hữu từ những việc làm cụ thể của cấp ủy, chính quyền và sự chung tay góp sức của người dân Hưng Nộn. Khu dân cư số 6 tôi là Vinh Dự đã được nhận cái quyết định là khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tháng 10 năm 2022. Thì chúng tôi xác định là xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là không có điểm dừng. Thế và với trách nhiệm là người đảng, là người bí thư chi bộ trong khu dân cư thì chúng tôi tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân là sẽ giữ vững và nâng cao các tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Thế và vận động nhân dân là chuyển đổi cái mô hình sản xuất từ sản xuất nhỏ lẻ sang cái sản xuất hàng hóa để và nâng cao cái đời sống và thu nhập cho người dân. Thế và cũng xác định là người dân được, chính người dân đã được thụ hưởng cái thành quả mà mình đã làm ra từ năm 2022. Hưng Nộn hôm nay đã trở thành một trong những địa phương phát triển năng động nằm trong top đầu của huyện Tam Nông. Điều này đã được minh chứng bằng những kết quả nổi bật trong những năm qua. Đặc biệt trong năm 2022, khi các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, cơ cấu kinh tế phát triển khá toàn diện. Kinh tế nông lâm nghiệp thủy sản chỉ còn dưới 35%, công nghiệp, thương mại dịch vụ tăng lên chiếm trên 65%. Mức sống nông thôn đã tiến sát gần đô thị, đó không chỉ là đời sống về vật chất mà bao hàm cả đời sống về văn hóa tinh thần. Ở hầu hết các khu dân cư của Hưng Nộn đều có thể bắt gặp những hình ảnh người dân luyện tập thể thao như thế này nhờ hệ thống thiết chế văn hóa được đầu tư một cách đồng bộ, đời sống tinh thần được nâng lên, giúp xây dựng tình đoàn kết, gắn bó xóm làng, gắn kết cộng đồng dân cư. Trân trọng quá khứ cũng là cách để bước đến tương lai vững vàng hơn. Đảng bộ Hưng Nộn đặc biệt chú trọng về công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn. Di tích lịch sử được trùng tu tôn tạo, lễ hội truyền thống được giữ gìn đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho người dân chung tay xây dựng cuộc sống mới.
cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đề án phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025 của huyện Tam Nông. Nhờ đó, cơ sở vật chất trường lớp học từng bước được xây dựng khang trang. Cả 3 nhà trường trên địa bàn đều đạt chuẩn quốc gia. Đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn chuẩn và trên chuẩn, đáp ứng với yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo, chất lượng khám chữa bệnh, tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ y tế được nâng lên, tạo thuận lợi cho người dân được chăm sóc sức khỏe ngay từ cơ sở. Các chính sách về an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách, các đối tượng xã hội được quan tâm thực hiện. Quốc phòng an ninh được đảm bảo, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố, phát huy sức mạnh của cả cộng đồng vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương. Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt. Một trong những nội dung được Đảng bộ Hương Nội đặc biệt chú trọng, đó chính là củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Thực hiện nghị quyết Trung ương 4 gắn với chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ Hương Nội đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, mang lại hiệu quả tích cực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội. Hương Nội đã duy trì thực hiện tốt quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, triển khai có hiệu quả mô hình dân vận khéo, đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng Nhân dân, nâng cao hiệu lực quản lý của Ủy ban Nhân dân, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Thời gian tới thì chúng tôi vẫn xác định, thứ nhất là tiếp tục chỉ đạo thực hiện các cái nghị quyết, đặc biệt là học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05 và thực hiện nghị quyết Trung ương 4. Chỉ đạo phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa và hướng cận đô thị và tiếp tục cải cách thủ tục hành chính để thu hút đầu tư. Và một trong những nhiệm vụ trọng tâm quan trọng là chúng tôi xác định tiếp tục giữ vững và nâng cao các cái tiêu chí xã nông thôn mới và hướng tới xây dựng xã Hương Nội thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong những năm tiếp theo. 75 năm tiến bước dưới cờ Đảng, Hương Nội tự hào tiếp nối và phát huy được giá trị mạch nguồn lịch sử và truyền thống đoàn kết đổi mới sáng tạo. Đứng trước thời cơ và vận hội mới, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Hương Nội sẽ tiếp tục khai thác hiệu quả những tiềm năng lợi thế, đưa Hương Nội thực sự trở thành một trong những vùng kinh tế phát triển năng động của huyện Tam Nông. Và những thành quả hôm nay sẽ làm sáng thêm về truyền thống lịch sử đáng tự hào của Hương Nội, vùng đất địa linh nhân kiệt.